hết yêu rồi, con trai Dr. Thành trả luôn em ơi. Trả thì trả. Xé nhãn Dr. Thành trà xanh không độ, number one active, number one chanh dâu. Và nhắn tin để có cơ hội trúng hai iPhone 7 Plus, 160 thẻ cào điện thoại mỗi ngày, cùng hàng triệu chai nước miễn phí. Xé nhãn liền tay, trúng ngay iPhone 7 Plus. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình quay số trúng thưởng xé nhãn liền tay trúng ngay iPhone 7 Plus đến từ nhãn hàng trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thành và nước tăng lực number one. Đến với buổi quay số ngày hôm nay, một vị khách mời vô cùng đặc biệt, xinh xắn và dễ thương, đó chính là bạn Ngân 98. Và sau đây xin trân trọng được giới thiệu chị Đinh Thị Huyền, là đại diện cho người tiêu dùng. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa, sau đây xin mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về màn hình máy vi tính để chúng ta chờ xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên sở hữu về cho mình chiếc điện thoại iPhone 7 Plus vô cùng sành điệu và sang trọng nhé. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn 67TB7RMZ, số điện thoại cuối 3429. Xin chúc mừng. Mời bạn hãy tiếp tục đi ạ. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn QU3MZ747, số điện thoại cuối 5282. Xin chúc mừng. Ngoài hai chiếc điện thoại iPhone 7 Plus mỗi ngày thì chúng tôi còn quay số để tìm ra 160 chủ nhân của thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng. Và sau đây xin mời chị Nguyễn hãy giúp chúng tôi tìm số nhé. Mời chị bấm nút start. Kính thưa tất cả quý vị, nếu muốn tham gia chương trình xé nhãn liền tay trúng ngay iPhone 7 Plus thì hãy nhanh tay mua ngay cho mình những sản phẩm đến từ nhãn hàng trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực number one, number one dâu, number one chanh và number one active. Đừng quên xé nhãn gửi ngay tin nhắn về cho chúng tôi theo cú pháp KD khoảng cách mã code gửi về 6020. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại màn hình máy vi tính ạ. 160 mã số đã được hiện lên. Thay mặt cho chương trình, một lần nữa xin chúc mừng tất cả quý khách hàng đã có mã số may mắn ngày hôm nay. Mọi thông tin và chi tiết liên lạc xin gọi về số 1800545478 hoặc truy cập website 7plusmỗingay.com. Và nếu như ngày hôm nay quý vị chưa may mắn lọt vào danh sách những vị khách hàng chung iPhone 7 Plus thì đừng quá lo lắng nhé, vì chương trình của chúng ta còn rất là dài. Vì vậy đừng quên truy cập trang web 7plusmỗingay.com để cập nhật kết quả trúng thưởng hàng ngày nhé. Và bây giờ xin mời bạn Ngân hãy nói lời chia tay đi ạ. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Yêu anh đi em, anh không đòi quà là em. Hết yêu rồi, con trai Dr. Thành trả luôn em ơi. Trả thì trả. Xé nhãn Dr. Thành trà xanh không độ, number one active, number one chanh dâu. Và nhắn tin để có cơ hội trúng hai iPhone 7 Plus, 160 thẻ cào điện thoại mỗi ngày, cùng hàng triệu chai nước miễn phí. Xé nhãn liền tay, trúng ngay iPhone 7 Plus.